Trên hành trình tìm kiếm con người thật của mình, hẳn không ít lần bạn hoang mang và cần những chỉ dẫn từ mọi người xung quanh, và cũng không ít lần nhận về lời khuyên như hãy cứ là chính mình. Vậy làm thế nào để biết mình thật sự là ai và ý nghĩa của việc là chính mình là gì? Đáp án cho những câu hỏi tưởng chừng vĩ mô này thực ra lại nằm ở chính bạn. Chỉ là bạn vẫn đang lạc lối, bị che mờ bởi định kiến rằng bạn là ai vốn dĩ được mặc định bởi hoàn cảnh sống hay các yếu tố như gia đình, văn hóa cộng đồng, môi trường chính trị. Là một học giả và diễn giả nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu tính cách con người và tâm lý động lực học, tiến sĩ Brian Little cho rằng thật quá hạn hẹp nếu bạn chỉ đơn giản định nghĩa bản thân như một sản phẩm của tác động sinh học và ảnh hưởng của xã hội. Bạn hoàn toàn có thể quyết định thành công, thất bại hay con người mà mình muốn trở thành. Và nếu bạn đang loay hoay không biết làm thế nào, hy vọng cuốn sách của Brian được phát hành bởi First New với tựa đề Bạn thực sự là ai sẽ giúp ích cho bạn. Bạn thật sự là ai là cuốn sách được đúc kết từ những nghiên cứu trong nhiều năm của tác giả Brian Little trong việc chứng minh các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng như thế nào tới những yếu tố có vẻ rất ổn định như đặc điểm tính cách và cảm nhận của bạn về chính mình. Theo Brian, các yếu tố sinh học và xã hội chỉ cấu thành nên một phần của bản thân bạn, nhưng bạn hoàn toàn có thể nắm quyền làm chủ cuộc đời mình, tự viết nên mình là ai khi xây dựng được các công trình cá nhân. Công trình cá nhân ở đây không hẳn là những điều lớn lao, đó có thể là công trình bạn xây dựng để vượt qua nỗi ám ảnh sợ xã hội, hoặc chỉ đơn giản là một kế hoạch thư giãn vào cuối tuần mà thôi. Những công trình cá nhân mà tiến sĩ nêu ra trong cuốn sách này có thể khiến bạn mở rộng giới hạn của bản thân theo chiều hướng mới và làm cho cuộc đời mình thêm ý nghĩa hơn. Cách nhìn nhận bản thân sẽ giúp bạn tự hỏi thật sự mình là ai. Và khi đã trang bị được kiến thức để tự hiểu mình thì bạn có thể hiểu mình đang sống như thế nào và bắt đầu chủ động định hướng tương lai của chính mình hơn đó. Thêm vào đó, Brian cũng đưa ra những câu chuyện và ví dụ cụ thể về những người đàn ông đã có cơ hội gặp gỡ, giúp đỡ hay làm việc cùng. Để từ đó, bạn có cái nhìn thực tế hơn và hiểu rõ được sức mạnh của bản thân mình, sức mạnh của người nắm quyền với những cái thay đổi diễn ra xung quanh. Brian cho rằng, với nỗ lực trong công việc xây dựng các công trình cá nhân và nỗ lực làm chủ cuộc đời, bạn có thể chọn một nét tính cách tự do để vượt qua bản tính sinh học của mình. Bạn cũng có thể chủ động thay đổi môi trường để dọn đường cho các công trình cá nhân, giúp bạn chủ động hơn với thành công hay thất bại của cuộc đời đó. Bạn thực sự là ai? Đây là một câu hỏi lớn của cuộc đời mà không phải ai cũng sớm tìm được đáp án. Bởi đa phần chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời dựa trên những lời khuyên của người khác hay dựa trên những điều đã được mặc định cho ta kể từ khi ta chào đời. Tiến sĩ Brian Little với những đóng góp lớn lao trong công việc nghiên cứu tính cách con người và tâm lý động lực học thông qua cuốn sách này đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng tiềm năng của mỗi cá nhân có thể vượt qua ra khỏi các rào cản xã hội hay các yếu tố về di truyền, và bởi những gì bạn làm có ý nghĩa lớn hơn những gì bạn có sẵn khi chào đời đó. Hãy chủ động giành lấy tương lai của chính mình, xây dựng nó với những công trình cá nhân cốt lõi. Những công trình đó là lẽ sống của bạn hàng ngày. Nhưng trong quá trình hết mình về tương lai ấy, mong bạn đừng quên để chừa chỗ cho những bất ngờ mà cuộc sống mang lại. Hãy cởi mở với những người bạn mới. Hãy cho phép mình ngạc nhiên với những niềm vui và hạnh phúc ngoài mong đợi nhé. Theo đuổi những công trình cá nhân định hình nên bạn là một điều rất quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng mình vào khoảnh khắc của hiện tại, dù là nỗi buồn hay hạnh phúc, bởi tất cả những điều đó mới có thể giúp bạn trả lời cho câu hỏi của cuộc đời người rằng bạn thực sự là ai. Trọng đọc trân trọng giới thiệu tới bạn cuốn sách này.